Chúng con xin mời máy của thầy Thích Hạnh Phú và kế đến là máy của bác Trần Thị Minh Ngọc chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh Phúc có câu hỏi hỏi dùm một vị đồng tu đang có mặt trên Zoom ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Âm, cho con một lời khuyên. Gia đình con có người con trai năm nay là 27 tuổi, đã từng vào ngành công an được 2 năm, nhưng từ khi đi học tới và vào ngành thì rất là ngon, nhưng không hiểu vì lý do gì thì lại đi theo những chúng bạn ở ngoài xã hội để rồi cấm thẻ ngành và tự viết đơn rồi rời khỏi ngành công an. Từ đó đến nay đã được 4 năm rồi. Bố mẹ và anh chị em thì rất tin tưởng, nhưng đi làm bên ngoài được một thời gian lại giờ phút này không ngờ trở lại con đường xưa là cờ bạc. Trong nhà cầm hết đồ, xe cộ và điều hòa quạt máy, điện lạnh. Gia đình bố mẹ đã biết con đường của lão cư sĩ Âm giảng, một tuần lên tham gia 3 lần và cũng có đi tham gia vào ban hộ niệm. Thỉnh thoảng người con trai này lại chở người mẹ đi và cũng hay nhắc người mẹ tham gia Zoom, nhưng mà lại không chịu tu. Người mẹ thì khuyên mà không chịu nghe. Hiện tại người mẹ và người bố này hàng ngày rất đau khổ, cứ khóc ngày khóc đêm vì con. Giờ đây con không biết làm sao để cho con trai con được tu hành. Con kính xin lão cư sĩ Âm cho con lời khuyên ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chính chư tổ cũng tự khuyên chúng ta khi tu hành đừng bao giờ để tâm thối chuyển. Bà Diệu Âm cũng thường hay nói như vậy, leo lên cây cau, khi lên tới nơi rồi vẫn bám chặt cái cây cau, đừng lên leo cao cao rồi giơ tay ra nói tôi lên cao rồi, giơ tay lên coi chừng bị tuột xuống. Một cơn thối chuyển ách nặng nề. Nhớ nhanh chưa vậy? Chứ một người mà sau từ cái người công an sau cùng đi làm sai, không đổ thừa cho công an được, không đổ thừa cái này được, phải đổ thừa cho chính những cái quyết định sai lầm của mình. Chư vị ơi, hãy nhìn thử coi trong xã hội này những người mà làm việc sai lầm gây nên tội chướng sau cùng kết quả như thế nào. Đó là những cái gương cho chúng ta cần phải cẩn thận. Ấn Tổ luôn luôn dạy rằng là lúc nào cũng tự nhận mình là phàm phu tội chướng sâu nặng. Đừng thấy tu tốt nghe được vài bài pháp, tưởng mình là ngon, tưởng mình là giỏi. Thì Ngài nói khi tưởng mình là ngon, tưởng mình là giỏi thì thường bị thối chuyển liền. Và chính Đức Thế Tôn dạy, đừng bao giờ tự thấy mình là đủ. Nếu tự thấy mình là đủ, tự thấy mình là ngon rồi cái thì thường vướng vào cái nạn gọi là thượng mạng. Đây là cái đại thất bại trên đời. Chư vị ơi, tất cả chư tổ đều nói một lời, giống như Phật nói, không hay không khác. Lời thì khác, ý nguyện khác nhau. Như vậy thì khi chúng ta tu thế này, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã giỏi, mình đã ngon rồi, nghe không chư vị. Nếu sơ ý phạm phải cái lỗi này, thường bị quán thông trai trụ nhập thông xui khiến mình đi ngược lại những cái gì của chân lý, đi ngược lại với những gì của chánh pháp mà mình không hay. Chính vì thế mà chúng ta cần những người bạn đồng tu bên cạnh nhắc nhở. Khi mình có điều gì sẽ giúp người ta nhắc nhở, phải mau kịp thời thay đổi liền. Đừng thấy người ta nhắc nhở thì cãi lại, tôi có sai đâu, tôi có hư đâu, tôi vẫn giỏi mà. Thường khi mà cãi lại bạn đồng tu, vô tình mình bỏ rơi mất những người có cái tâm đạo tốt, những người muốn giúp đỡ mình và lắm lũi đi rời khỏi con đường chánh pháp, đi sai Phật pháp là như vậy. Chính vì thế mà chư vị phải nhớ cho, chúng ta là phàm phu lỡ tội tạo chứng sâu nặng. Bây giờ tâm ý mê mờ nữa, bản thân trái vụ nhiều nữa, nếu sơ ý tự cho mình là hay là ngon, thường thường các ngài đó nhập thân khiến cho mình làm những điều vô cùng sai lầm mà chính mình không hay đấy chư vị. Vậy thì luôn luôn phải tự xét lấy mình, cố gắng nghe chư vị, đừng sơ ý, coi chừng nó lôi luôn kẹt lắm. Vậy thì giờ sao, nó làm sao đây? Mong những người này thành tâm sám hối đi, quyết lòng sửa chữa đi, để kịp thời trong một giai đoạn là cái phần đoạn sanh tử này chúng ta kịp phận trở về Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu tiếp tục làm như vậy nữa thì Phật cũng đã chịu thua. Còn nếu làm đại tội như Ngài gì đó, Ngài vua gì? A Xà Thế giết cha, làm những chuyện sai lầm kết bè kết đáng với Đề Bà Đạt Đa, cố gắng hại Phật nữa, nhưng mà sau cùng thành tâm sám hối, quyết lòng sám hối, Phật cũng cứu như thường, Phật cũng chỉ cho con đường vãng sanh như thường. Phật chỉ tội ông chỉ còn niệm Phật cầu sanh mới thoát. Ngài làm như vậy một cái tội kinh hoàng như vậy mà sau cùng vãng sanh Tây Phương Thượng Phẩm. Mong cho vị hiểu được tất cả những giáo lý của Phật chỉ để giúp cho chúng ta hồi đầu tỉnh ngộ. Hãy tỉnh ngộ đi nhé. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm.